Để tao nói cho tất cả bọn xăm trổ ở trên mạng xã hội như thế này, giang hồ mạng, giang hồ mõm này. Đấy, cái clip này tao gửi đến là Dũng Trọ Hà Đông. Dũng Trọ Hà Đông ấy chỉ là gọi là con tép trong cái gọi là xáo rỗ. Gặp Tùng Ai Sáo thì tắt điện luôn. Gọi là mang tiếng là anh cả trùm đất Bắc, anh cả trùm đất Bắc Dũng Trọ Hà Đông. Đàn em của Dũng Trọ Hà Đông là gồm có Giang Rồng này, gồm có gọi là như là mấy anh em khác, nhưng mà phải công nhận là Dũng Trọ Hà Đông là có một thời gian dài đi làm từ thiện. Nhưng mà để nói về đẳng cấp ấy, Dũng Trọ Hà Đông sau còn kém xa Tùng 26 nhỉ. Ngược lại ngoài xã hội thì không có bản lĩnh, vẫn còn thua kém Khá Bảnh, con trai nuôi của mình, của Dũng Trọ Hà Đông ấy. Dũng Trọ Hà Đông mà gặp Tùng 26 đâu phải gọi bằng ông nội. Đấy, gọi bằng ông nội luôn. Vậy đơn giản là Dũng Trọ Hà Đông chỉ muối đốt đi nâu, gọi là tép riu. Gặp Tùng 26 là phải gọi Tùng 26 bằng vạn tuế ra. Đấy, nếu mà xét trên vậy thì chắc chắn là Dũng Trọ Hà Đông cao hơn Tùng 26 gấp 10 bậc. Còn nếu mà xét về đẳng cấp ấy, hay là xét về có độ bản lĩnh thì thua Tùng 26 5 6 bậc. Đấy, uy tín luôn.